xuất khẩu 287 tấn nông sản qua cửa khẩu Lào Cai trong 3 ngày đầu năm mới. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng trong 3 ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, mùng 1 đến mùng 3 tháng 2, đã có 287 tấn nông sản của Việt Nam được thông quan qua cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và nhập 877 tấn nông sản vào thị trường nội địa Việt Nam. Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, trong số hàng nông sản đã được thông quan có 38 tấn thanh long, 66 tấn dưa hấu và 183 tấn chuối. Lực lượng hải quan trực tiếp tại cửa khẩu đã thông quan nhanh, gọn, an toàn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, bảo đảm chất lượng cao nhất, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lào Cai đã tập trung cao độ cho công việc, phối hợp trao đổi với lực lượng chức năng của Trung Quốc để giải quyết nhanh thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, mang lại niềm vui cho cộng đồng doanh nghiệp. Theo thông tin từ lực lượng chức năng trực tiếp tại cửa khẩu Lào Cai, trong 3 ngày đầu năm mới 2022 vẫn còn khoảng hơn 200 lái xe, phụ xe đang chờ để xuất khẩu ở khu vực cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành, thành phố Lào Cai. Hầu hết các lái xe phải ở lại cửa khẩu Kim Thành đều chở mặt hàng nông sản đông lạnh đến từ các tỉnh phía Nam. Để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu, các lực lượng tại đây đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức đưa các xe về các bãi đỗ, có các vòng gác và bố trí nơi tắm giặt cho các lái xe. Ngoài ra, Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai cũng bố trí một số điểm bán hàng ăn để phục vụ lái xe trong những ngày Tết. Đặc biệt, trước và trong những ngày Tết, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu cũng đã trao tặng hàng trăm suất quà gồm bánh trưng, lương khô, nước uống và các mặt hàng thiết yếu. Ngoài ra, nhằm đồng hành chia sẻ với các lái xe, Công ty Cổ phần Logistics Việt Trung, Lào Cai đã tổ chức gói trên 400 chiếc bánh trưng gửi tặng các lái xe và tổ chức bữa cơm chiều 30 và chiều mùng 1 Tết để động viên các lái xe đang đợi trả hàng chưa kịp về quê ăn Tết. Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, trong năm 2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã vượt khó, vừa chống dịch COVID-19 vừa bảo đảm thông quan hàng hóa. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt hơn 768.000 USD, nhập khẩu đạt hơn 968.000 USD. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!